Một chương trình dành riêng cho khán giả yêu mến bộ môn cải lương. Lần đầu tiên xuất hiện trên kênh YouTube Ca Cổ Kiếp Tầm. Tập 30, chúng ta sẽ cùng giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm, chuông vàng giọng cổ Tô Kim Phương. Minh Minh Tâm xin chân thành cảm ơn chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm và xin chân thành cảm ơn quý vị đang xem. Phương Hằng xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm. Tô Kim Phương xin kính chào chương trình và quý vị khán giả đang xem chương trình Ca Cổ Kiếp Tầm. Hay quá. Hầu như là Phương Hằng mà chào hầu như là chuẩn nhất luôn ở trong cái ba người này. Cảm ơn em. Và bây giờ tôi cũng không quên là cảm ơn những người bạn của tôi nè. Bốn ông nè. Một cái ông này là trẻ nhất nè. Trẻ. Vâng, em Tiến. Thường thường người ta nói là trẻ là phải cầm cái đờn gì chứ không phải cầm cái đờn kìm đâu. Thấy không? Đờn kìm là lớn tuổi. Nhưng mà chắc có lẽ là em này đam mê những cái tiếng đàn, những cái chữ đàn của mấy chú, mấy bác. Cho nên là em đam mê, có phải vậy không Tiến? Vâng, cảm ơn em. Và cảm ơn một cái người bạn rất là quen đã giúp cho tôi trong những chương trình rất là nhiều. Anh Phú Quý. Anh Phú Quý còn một người rất là quen, chương trình nào cũng có hết trơn trời á. Nào là chương trình, phải không? Em nhớ ông này phải không? Em nhớ tên nói ổng cái coi. Anh Duy Kim. Đó, anh Duy Kim thấy không? Ai cũng biết mặt ổng hết trơn trời á. Chương trình nào cũng có. Rồi dạ xin chào bác. Dạ không phải đâu, nó chơi cho nó vui. Thấy mang kiến tưởng già cho nó còn trẻ măng hả? Anh kêu bác hồi cho anh rớt luôn, rớt. Rồi, không rớt đâu, tội nghiệp đó. Này nó giờ dễ thương lắm. Bây giờ chân thành cảm ơn bốn vị. Và cảm ơn chương trình và cảm ơn toàn thể mấy anh kỹ thuật âm thanh cũng như là quay phim luôn. Mình phải cảm ơn. Rồi, bây giờ anh em mình làm nha. Rồi, thì em với anh thì anh nghe nói là anh cũng thuộc Tình Thận Thâm Cung đó. Tình Thận Thâm Cung là nàng son. Bây giờ tôi sẽ đóng vai quân sĩ nè. Rồi tôi đóng vai khóa hồng luôn ha. Em có thuộc không? Em thuộc, em dặm dùm chút xíu nha. Rồi, bây giờ bắt đầu nè. Đã đến giờ rước nàng son lên kiệu. Nàng son. Thôi thôi còn đâu, phải mang tiếng phụ nhau hồng ơi, từ đây tình ta cách chia mỗi người đôi ngã, ngày rung ra kết qua đăng cử hành hôn lễ là ngày chung liệm đời em xuống đáy mồ đông. Hồng ơi em ra đi là
gặp nhau đi mà nghe lòng tan nát. Thôi thôi nàng ơi, gái đôi nhịp cầu, gái đôi á nhịp cầu. Chàng ơi có biết tan nát tim em, tình ly tan trái ngang gì đó, chớ nên ngủ sâu, chớ nên đau buồn. Tìm bạn tình chú thủy cho tỏa nhớ mong trong lòng mong đợi, từ phút từ ly chia lìa nỗi ngang giờ trong tim bóng hình điệu quý, từ buổi chia tay tao lời ân ấy thì nàng ơi nàng ơi nàng ơi nàng ơi, dù rằng xa nhau nhưng lòng vẫn nhớ nhớ dáng người yêu ta nhớ mà buồn. Lòng vắng lặng không ai là người trong ngóng đợi chờ nhớ nhớ chẳng hôm nào đôi mình chung bóng. Có nhớ không em, giờ nàng lên xe qua làm đẹp lòng mẹ cha, ngăn tình duyên đôi ta chia cách từ đây. Chầm chầm cho ta trúc cạn đôi lời cho đỡ nhớ đỡ thương, nàng ơi dội vàng chi mà nàng xua đuổi miếng định chung đã làm cho tình ta ngàn trái chia cách từ đây. Lòng ta đau đớn kẻ ở chân mây người đợi gặp bể, ta biết tình nàng không hề phải lãng trong sống dương sang không đổi chắc ân tình. Hết rồi. Thôi bây giờ gì đi, anh với em ngồi nghỉ mệt chút xíu để cho Tô Kim Phương hát một bài. Bây giờ em hát anh tặng cho khán giả một bài đi. Em xin kể đến ba câu giọng cổ trong bài hát Đêm Giao Thừa, nghe một khúc dân ca, nhạc Võ Đông Điền, lời cổ Võ Minh Khuê. Xin mời cụ thưởng hát. Một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, giao thừa nghe thương nhớ có mùa xuân đến từ quê mình.
bừng lên màu nắng ngắm thiên qua. Khúc dân ca là suối nguồn đưa lối cho tuôn chảy dạt dào những kỷ niệm thiêng liêng. Tôi như thấy mình trở lại quê hương chiều 30 đầm ấm mái gia đình. Xuân. Nhưng mà bây giờ đó, cái bài Xuân thì nó sẽ nối liền với một cái bài này. Bởi vì được biết thì cô Tô Kim Phương cũng mới trở lại sân khấu vài tháng. Trước đây thì cũng có đi hát, nhưng mà hôm nay rất là bất ngờ là tôi gặp Tô Kim Phương ở đây. Mà Tô Kim Phương thì được ngồi với lại nữ nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Mà hồi nãy giờ thì được nữ nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng trao đổi rồi có chỉ cho những cái ý gì đó. Điều này rất là may mắn cho Tô Kim Phương. Bây giờ thì tôi xin được phép mời hai bạn hát thêm một bài ca nữa. Nói về tôi còn nhớ là có thể là con gái của mẹ đi. Bởi vì hai người rất là hợp đó. Người làm mẹ, người làm con. Không phải là em già đâu nghe. Anh nói không phải là anh nói em già đâu nghe. Nhưng mà cái bài này nó rất là hay. Và kế tiếp đây thì Phượng Hằng sẽ cùng Tô Kim Phương sẽ cùng hát lại bài Con Gái Của Mẹ. (Cười)
thường bảo con thân gái đủ trâu, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng, chẳng thèm liêu lo linh thương, lỡ mai về bên khó lòng. Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu, làm dâu khó nhọc mẹ vừa thương vừa
vừa lo sợ trong lòng. Không biết rồi đây con có làm đẹp giả bên chồng. Mẹ đã làm dâu nửa đời nên mẹ biết cay đắng trăm bề nước mắt chan thương. Nếu mẹ chồng con qua khắc khe, con hãy vì thương chồng mà hết lòng chiều chuộng. Đi đứng khoan thai, nói năng cho nhỏ nhẹ kéo em chồng con, cho mai miết nặng lời. Trong lòng vẫn nhiều lo sợ. Mười mấy năm sống em đềm bên mẹ, không một phút xa rời bao hình ảnh thương yêu. Về sống bên chồng kẻ là người xa, phần lo sợ phần rồi tôi mới nghe lại cái bài ca này. Trong chương trình này thì lúc đầu thì nhận lời chương trình thì em rất là khỏe, nhưng mà mới cách hôm qua, bữa nay mình quay, nhưng mà mới hôm qua thì em không nói được nên lời, tiếng của em nó bị giống bị khàn, cho nên là anh nhớ tối em đã nhắn tin anh Tâm ơi em khàn tiếng rồi làm sao đây, anh nói bây giờ làm sao giờ, thôi ráng ngủ một giấc sáng coi nó làm sao. Nhưng mà em cũng ráng mà làm chương trình cho nó trọn vẹn. Nhưng nãy giờ em hát mà em không có Nhưng mà hồi nãy thì em thấy không, lúc vô đầu thì em hát rất là tuyệt vời, thấy không? Ca hơi dài vẫn còn ngon lành mà. Đúng, nhưng mà em hát á, một hồi thì nó trở lại thành khàn tiếng. Giờ nghỉ mệt đi, em nghỉ mệt đi, anh sẽ hát bài bây giờ tôi sẽ hát một cái bài là Theo Dấu Chân Thầy. Lời nhạc thì của thầy Thích Chân Quang, lời giọng cổ thì tôi biết làm sao thì tôi soạn vậy. Đây là những lời mà tôi soạn, cái lời giọng cổ, bởi vì tôi hiểu làm sao tôi nói vậy. Cho nên quý vị ơi, tôi hát bài này thì cũng đã lâu rồi. Có rất là nhiều người hỏi tôi chứ cái bài này có karaoke chưa. Tôi nói dạ tôi không biết làm mạng cho nên tôi chưa biết. Thôi thì giờ quý vị mà có thích bài này đó thì cái việc nghe tôi hát rồi thích thì học theo. Bây giờ mời mấy anh dàn nhạc phụ giùm tôi. Nhạc xì lô, giọng cổ 1-2, nhạc 5-6. Siêu sang gặp thầy giận lỗi, đưa con đi thoát đời cầm luôn, đưa con đi đến bến bà vui, đưa con đi.
mà con hằng tôn cư. Suốt 20 năm được sống bên thầy, có biết bao là kỷ niệm. Cứ mỗi buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, nơi mái chùa thân yêu vang lớn tiếng niệm di đà. Tiếng thầy tụng niệm vang vang qua lần cửa Phật, bởi ánh đạo vàng soi sáng đời con. Thoáng còn thơ con sông kiếp bờ vơ, không biết đâu là bến bờ đảo hành. May nhờ phước duyên được thầy đem về nuôi dạy, con mới thoát khỏi cảnh đời trầm luôn ô tô. Rạng ngời là phước hạnh vô biên. 20 năm con nương cửa thiền môn, 20 năm con thấm nhuần lời kinh kệ. Vì trần gian là cõi tàn, con nhớ nằm lòng hai chữ từ bi. Theo dấu chân thầy, thầy ơi, công ơn thầy con đi khắc vào lòng. Tiếng vô chùa vang vọng khắp hồn quê, xóa đau thương đem niềm vui hạnh phúc, đem an lành cho tất khắp nhân sinh, đem tiếng cười xua tan nỗi khổ đau. Nhưng hỡi ôi kiếp sống nhớ xưa còn lắm điều đau khổ, bởi do mình tạo nghiệp thì nghiệp cứ đeo mang. Đừng trách tội ai mà nên trách tội do mình. Nếu biết mình sai thì việc dữ cũng quá ra lành, khiêm khích chi rồi đem lòng quán giận, hơn thua chi rồi để khổ cho thân. Hãy nhìn người bằng ánh mắt yêu thương, người đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Buông hết đi những ưu tư phiền muộn, buông hết đi những ân oán tình thù. Thank you.
khẩn nguyện, nguyện Phật trời cứu độ chúng sinh. Lạy mẹ hiền Quan Thế Âm, xin mẹ ban phước lành cho những ai còn đắm chìm trong biển khổ, khen lợi danh mà quên tình quên nghĩa, gieo khổ sầu cho khắp muôn dân. Gieo đại đắng thì đừng mong ăn trái ngọt, sống hiền lương người sẽ gặp điều lành. Người giàu sang đừng giống con người, sao đôi lòng không có mà dùng. Thầy ơi con xin theo dấu chân thầy, bởi anh đạo vàng soi sáng đời con. Hôm nay thì tôi hát bài này là tôi nhớ, tôi rất là nhớ lời của nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng khuyên tôi. Bởi vì cách đây chắc cũng khoảng chừng một tháng gì đó, tôi cũng có cái chuyện không được vui. Mà không được vui đây á, là ở trên mạng có một em đó nói nhiều cái câu nó hơi bị nó kỳ kỳ, thì tôi không có nhắc lại, cho nên tôi buồn. Thì Phượng Hằng có khuyên tôi một câu: thôi bỏ đi, buông hết đi, hỷ xả đi, đừng có nhớ cái gì hết trơn. Vâng, đó là những lời mà Phượng Hằng khuyên tôi. Thôi thì bây giờ gì, chuyện đời mà, ai cũng đôi khi cái chuyện buồn vui nó lẫn lộn. Bây giờ hôm nay được làm chung với Phượng Hằng là tôi rất là mừng. Mà tôi bữa nay cũng rất là bất ngờ là bữa nay gặp lại Tô Kim Phương. Cái cô Hằng này là coi như là, đây là sự bất ngờ, là chương trình mời. Hồi nãy giờ quý vị đừng có hiểu lầm nha, dạ đây là nước suối. Nghệ sĩ mà hát mà không có nước suối uống nó khô cổ là xem như hát không có ngon. Cho nên là chúng không tôi phải thất vọng là gì thôi. Cái thời tiết sức khỏe không có được tốt lắm, cho nên là hát một hồi thì bị khô giọng, cho nên là cứ để ly nước vậy. Nếu mà không có ly nước thì sẽ bị khô. Thôi mình chúc mừng cho cái buổi cái buổi họp mặt hôm nay. Họp mặt hôm nay và hát để mà cho quý vị khán giả đang xem chương trình nghe. Có gì thông cảm bỏ qua cho cô bác ơi, bởi anh em chúng tôi hát live đó, coi như là hát trực tiếp luôn. Quý vị thấy không, rất là mệt, nhưng mà bởi vì đáp lại cái tình thương đó, cũng như cảm ơn chương trình. Thôi bây giờ gì đi, cô bác rất là muốn nghe Phượng Hằng hát. Bởi vì tôi được biết cái ông chương trình, ông nói anh Tam ơi, yêu cầu Phượng Hằng hát một bài, một bài nói về cái gì cũng được, mà yêu cầu Phượng Hằng hát một mình. Vâng, và nãy giờ thì Phương hát, rồi cũng Phượng Hằng cùng hát, với là hát về mẹ con, là anh hát về đời, đạo và đời. Thì bây giờ thì em sẽ hát về một bài Tân Cổ được mang tên Quê Hương. Bởi vì mình đi đâu thì mình cũng nhớ về quê hương, cho nên Phượng Hằng muốn gửi cái tâm tình của mình trong bài ca Quê Hương, thơ của Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch, lời cổ Phan Văn Thanh. Bởi vì sức khỏe không có bảo đảm, cho nên là nếu mà ca mà có xét hay là nửa chừng có khàn giọng thì quý vị cũng bỏ qua cho nhé. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rậm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm qua nước giang son. Hãy subscribe.
còn quyến luyến chân đi. Dù bay thì lũ trẻ gọi đâu về, con đò chờ trên bến liêu xiêu sao xuyến hồn quê, cứ mỗi chiều nhạt nắng. Khoảnh khắc cô đơn niềm nhung nhớ cứ chập chờn bên giấc ngủ, bởi quê hương mỗi người chỉ một đâu về gì hai thế được người ơi. Đèn châu đốc dốc nào ngược bằng dốc Nam Giang, xa nhau lệ thắm đôi hàng đò xuôi bên cũ. Đò xuôi bên cũ cho nàng về ăn khúc ca dao nghe trào nước mắt bước ngỡ tha phương nơi đất khách xa vời, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành. Rất là cảm ơn em. Phải nói là tôi nghe từng chữ, từng câu, cái âm hưởng và cái giọng và cái truyền cảm nó tải vô cái bài ca này. Mặc dù hôm nay hơi của Hằng nó, cái độ sáng đó, nó mất đi cái độ sáng, nhưng cái tình cảm nó vẫn còn ở trong cái câu ca, cái bài ca. Cho nên cái điều này là tôi cần phải học. Cũng như là nhớ nghe, Tô Kim Phương hát là hát theo nội dung, còn nếu giọng mình khỏe nữa đó là mình có cái lợi thế hơn. Nhưng ở đây là cái lợi thế của Hằng, đó là bởi vì nghề nghiệp coi như là hầu như là cao siêu rồi, hát tải trong cái bài ca từ ở trong lòng nó đưa ra, vì vậy cho nên nó líp đi cái phần độ sáng của cái bài ca. Điều này đó là một cái điều mà cần phải học. Cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì mình khàn tiếng rồi, những cái nốt cao và mình không có dối tới được. Mình dối tới thì nó sẽ không hát hết nguyên vẹn bài ca, cho nên là em phải ca về thế thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà chỉ về thế thôi. Mình không có lợi thế này thì mình chỉ gửi cái nội tâm và gửi cái tâm hồn mình vào cái bài ca thôi. Cái người nghe, cái người xem, người ta nhìn cái người hát đó, người ta sẽ cảm xúc được cái bài ca đó. Nếu như mà xem như tôi nói ví dụ đi, cái người ca đó ca có yếu đi, nhưng mà cái hình thể người ta diễn bằng ánh mắt, cái gương mặt nó thể hiện ra cái bài ca, người ta sẽ thương. Mà chính vì cái chỗ thương đó thì nó sẽ trở thành thành công. Hôm nay anh em chúng tôi tâm sự để cho quý vị thông cảm giùm.
người nghệ sĩ chứ không phải là thần thánh gì đó. Ai cũng phải có cảm, ai cũng phải có bệnh. Thôi thì bây giờ gì đi, cái chương trình nó đang nóng nè, đang vui, đang sôm ha. Nhưng bây giờ mình cho nó lắng dịu lại chút xíu. Bây giờ tôi sẽ hát lại với Tô Kim Thương một lớp trích đoạn. Rồi bây giờ xin được phép hai quý vị. Lăng ơi, anh đi tìm lăng đi. Lăng hỡi bây giờ lăng ở đâu? Ta gửi tớ lòng theo gió theo mây. Người đứng trong một người lớn xe. Tàng theo phút giây biệt ly, lặng lặng ơi, tình đã xa rồi lòng nghe thương đau. Em đi lấy chồng đành chờ kiếp sau, ngày vui vội trong hoa màu làm cho mình cách xa nhau, còn tìm đâu từ trong không gian u tịch. Anh là hạnh của lan đây, anh đang lầm lũi bước đi để chờ đợi nghe tiếng thời gian ngủ cạn mau tiêu mình. Dù em không là mỹ nữ phản trách dòng mình, nỗi đau khi anh chôn vào quyệt lành cho người yêu mình được đẹp mộng tròn duyên. Phật phòng lo sợ từ lâu, ngày lang sáng mắt là ngày mình chia xa. Chia tay nhau sao lòng mang nhiều lưu luyến, hình bóng ai kia cứ mãi vẫn vương trong lòng. Mãi lỡ hai mình xa nhau, đừng khóc cho mi quên sâu, ghi nhé anh chuyện vui ban đầu, đừng để tình ta phai tan mau, lời nguyện dẫn khắc sâu mãi nếu hai mình xa nhau. Từng bước đi sống gió cô phong, tình ta vẫn vương, ta đã cùng nhau thề câu chung thủy, dầu phải chia ta không gì dạng dỡ, dòng tại cho em là niềm tin yêu tặng đã giữ cho anh cành hoa tấm tim tư. Nếu lời chúng mình nay đưa ngày đời, làm sao anh sống khi đã mất em rồi. Anh hạnh ơi đang ở đâu, xa lạc rồi anh đau khổ đòn đời trong kiếp sống đơn côi. Tình không vẹn chắc không bao giờ tương hồi, đời của anh như chiếc thuyền nạn trên cơn giông bão, đang lên đến không bờ không bờ. Làng ơi làng ơi, lòng dành ta luôn nhớ mãi nhớ lời ta trao cho nhau, vì khắc đến muôn đời.
thôi còn gì đâu lao. Hai chúng ta như trời đêm nắng mai, đời em sáng lên giữa hồng cho tim mùa lường qua mừng tua nở. Nhung gắng nào trải chân bước tung tăng, em đón mừng nhân duyên anh luôn trong bóng đêm tìm quên cho heo khô tim mình chết dần ước mơ điên hồi. Anh tự lừa thân anh cố xoắn cố quên đi, sao nhớ thương ngập tràn nồng nàn hơn xưa. Vĩnh biệt Lăng. Anh Hạnh, Hạnh ơi xin anh hãy tha lỗi cho. Lăng đã sai lầm đánh mất cả đời em. Hãy subscribe.
Hạnh Nguyên hãy nguyền rủa lan nữa đi. Em thèm được nghe tiếng nói giọng cười của mười mấy năm quen thuộc. Nhưng em xin anh, em xin anh đừng mặc cảm cho bản thân mà tự làm khổ mình thêm nữa. Em phản bội tình chung anh tuổi buồn lặng lẽ. Một kẻ giống tình phản bội anh Hạnh. Lan ơi, em không có lỗi, mà người có lỗi lại là anh. Nếu như anh không mặc cảm tự ti để bị người ta đưa vào cạm bẫy, thì chúng mình đâu phải khóc xa nhau. Anh yêu em, anh yêu em mà không hiểu được lòng dạ của em. Có chậm không Lan ơi, hôm nay mình gặp gỡ. Anh Hạnh, anh còn nhớ không? Ngày xưa Lan Ngay từng nói gỡ. Anh nhớ, em nói cái câu này nè. Em nói Dù anh tàn phế hai chân, Lan vẫn yêu anh, yêu đến trọn đời. Bây giờ để mất người yêu năm nào dịu nhau trên đoạn đường đời ngày chỉ gian khó trong gai ngăn đường. Anh Hạnh, anh về với Lan nha anh Hạnh. Đi, ba đứa nắm tay về luôn. Con đã chơi cho con, chương trình chưa cho nghỉ sao về được. Rất là cảm ơn. Không, vậy là hôm nay là tôi cảm ơn bốn thầy đờn. Anh em tôi cảm ơn bốn thầy đờn. Bây giờ Hằng ơi, nói mấy câu để cho em ngồi hoài thấy buồn ngủ. Bây giờ quý vị ơi, cho tôi xin tâm sự một chút xíu. Thật ra thì cách đây khoảng chừng hơn 30 năm, anh em tôi có hát chung một cái đoàn cải lương Vũng Tàu 2. Lúc đó đó, quý vị biết là một sân khấu không có phải là một người đâu. Ba cô đào chánh, bốn ông kép chánh, vân vân. Tôi nhớ một cái hôm là tôi với Hằng hát trong cái vở tuồng Khoai Lang Dương Ngọc, phải không? Là Ngai Vàng và Nữ Tướng. Đúng rồi. Mà em cũng nhớ nữa, lần đầu tiên em cũng hát với anh. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi lần mà em hát với anh đó, thì hình như là... Anh bị thương. Đúng. Mỗi lần hát là bị thương á. Hát mà đánh kiếm hay gì đó. Không, mà lần đầu tiên anh nhớ không? Nhớ sao nói nghe coi. Thì đó, em là hát cái vợ đó. Thì hai đứa giận với nhau. Đúng chưa? Đúng rồi. Xong rồi nói sao anh say qua, anh em quất ngay chân em... cái
mà xây qua bên này giận. Giận thì ảnh đáng lý là ảnh phải đi theo năn nỉ, nhưng mà bên này đáng lý là giận, nhưng mà tính qua định nói cái gì, nhưng mà cái tay quơ qua như vậy, cái quơ qua cái mặt ảnh chày, nên bị vết thẹo, chày một cái thẹo nghe. Nhưng mà lần sau tái diễn lại anh em hợp mặt hát nữa, nên hát ở đâu, ở trong cái đài truyền hình, truyền đó hình. Đó thì đánh em cái... còn nhớ cái vở đó không, em biết ai dựng cái tuồng đó không? Anh nghệ sĩ Đỗ Quyên hát cái tuồng đó là người nước ngoài đó, như được ba tư cái gì đó hả. Rồi hai người đánh kiếm thì cũng tránh vô tôi cái tay luôn đó, cho nên là đó là cái kỷ niệm đó quý vị. À, mà thôi bây giờ gì đi em ngồi em nghe em hát một bài nữa nha. Rồi thì anh hát bữa nay anh bao show mà bây giờ gì đi, em có thuộc cái bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương, còn công nào đâu mà đâu sao về được, này đi luôn không bao giờ trở lại. Mấy anh đờn cười kìa. À, bây giờ là hát bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương. À, em có thuộc nhạc thì em tiếp nha, bây giờ anh với Phương hát. Rồi. Nha. Vào đôi mắt em về đâu làng tóc xòa bên dần thơm ước, nhưng nào đâu dám nói khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đợi lắm phong trần tay trắng tay, trời đắng ngày gió lùa vai ngày, lầu kính trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn nệm yêu thì thôi mơ ước chi bờ dẫu rào thưa bốn mùa phơi nắng gió, và có những hoàng hôn anh ngồi bên gác trọn nhìn trộm sáng em đang phơi tóc ở vuông rào. Mái tóc người thương như tơ liễu xanh màu, anh thầm hoàng hôn xuống chậm cho bóng chiều tô đậm mắt em hôn, anh chỉ nhìn em không một lời thăm hỏi, em ngỡ ngàng nhìn gió đuổi mây xa. Nhà của em trước ngõ nở đầy hoa, đăng gác trọ của anh thì nghèo sơ xa. Mình trên gác trọn nhìn mây chiều lớp lớp tiễn đưa nhau, trước ngõ nhà em có hoa vàng
người đi, mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng vỡ tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu anh, về đâu làm tóc xõa bên xe. Thầm ước như nào đâu dám nói, nhớ em tôi gọi tên. Chỉ nghe lá rơi bờ trọn một đời không thể nào quên. Đường phố muôn màu sao thiếu anh, về đâu làng tóc bồng mấy chiều, về đâu mang cả niềm tâm sự gửi lại giường xưa mồ côi ưu tình. Dẫu cũ em không còn phơi tóc nữa, anh vẫn một mình trơ trọi điêu hiu. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, trời đông ngày gió lùa dài gầy. Hình ảnh đó trọn đời anh nhớ mãi, nhớ bàn tay đàn tóc tựa dài. Dẫu vườn hoa vẫn còn chờ ai, anh đợi hoàng hôn, chờ con bướm nhỏ về thăm vườn hồng. Rồi à, bây giờ thì tiếp tục luôn, bởi vì chương trình nó đang sớm. Bây giờ anh với em hát tiếp luôn một bài nữa ha. Không, bây giờ để cô này cô hát. Cô sẽ hát một bài theo lời của chương trình. Rồi, bây giờ cô Phương hát một bài và anh với Phượng Hằng sẽ hát một bài kết thúc Lý Chim Quyên. Tiếp theo em xin gửi đến ba câu vọng cổ trong bài hát Xuân Sang Cho Má Em Hồng. Lao sao nửa hương lúa trên đồng, tơ ly
sao hè, cả một trời xuân em đềm thơ mộng qua. Cô bác rộn ràng đang đón lọc đầu năm, đẹp lắm quê hương mình miền sông nước cỡ lông, con sông xanh gần gần chảy xuôi dòng. Bây giờ là quý vị ca thấy nó thoải mái hơn. Chắc có lẽ là nó khuy nắng lên á, rồi anh em nó cũng đỡ chút xíu. Mà hồi lúc vô đầu á thì mình hầu như mình còn ngưỡng ngưỡng sao. Bây giờ hầu như nó thoải mái rồi. Thôi làm luôn đi. Làm luôn. Bài ca Lý Chim Quyên. Tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị sẽ thưởng thức một bài ca rất là quen. Bài ca này muốn vui thì cũng vui, mà muốn buồn thì cũng buồn. Tùy theo người ca. Bài ca Lý Chim Quyên. Chim Quyên quay ăn trái đi quay nhãn lòng, nhãn lòng ơi cô bạn mình. Tụi mình duyên phận long đong thương nhau ngần ấy mà đôi ta không được gần. Chim Quyên còn ăn trái nhà
ba bữa nữa thì bậu sẽ theo chồng, mà bậu theo chồng thì cách mấy sông sâu. Sông sâu còn bắt được nhịp cầu hai đứa mình sầu, biết cùng ai san sẻ. Bây giờ em đi lấy người ta, chắc là không nỡ cùng nhau, thì thôi lắm thầm ngăn sầu bản tình ơi. Quay quen chầu quay giá chồng, giá chồng mới mình ơi. Chim ơi chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non, người cách xa cội nguồn, người cách xa cội nguồn, ôi đâu còn có gì buồn hơn ơi, đâu còn lòng riêng đã nặng ngu phiền, sao bầu còn chê trách làm chi cho kẻ vô quý thêm bận biểu trong lòng. Buồn hay không rồi bầu cũng theo chồng, gái của chồng như chim lòng cả châu, như cửa sớm đỡ nâng xin nhờ bao sớm thăm tôi nhé. Thân đi làm rể mà người ta được vợ bè bạn hát ngạo, anh xúc tép nuôi con. Bậu ơi, thôi nghe bậu nghe tôi nói nè, bậu đi lấy chồng thì bậu đi đi, còn cha mẹ già đó để đó tôi lo liệu giùm cho. Thế nào rồi cô bác cũng khen, cô bác nói tội nghiệp cái thằng rễ hụt coi vậy mà nó dễ thương, nó tát nước rồi nó me bờ, nó làm cỏ chay tay. Miễn mang tôi chi về bậu, đâu phải tôi chê bậu nghèo bậu xấu mà khen họ bảnh trai. Chứ tại ông Mai thôi, chứ đâu có biết mặt mày của chàng rể. Không biết mà tại sao em đi lấy người ta, cha mẹ đặt đâu thì tôi ngồi đó, dù trong bụng không thương cũng chịu ế cha mẹ già. Tháng rộng năm dài rồi mặn mà tình nghĩa
Vợ chồng quen hơi sanh con đừng giống tôi nha, cái đầu xói xói xấu lắm. Rồi, rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn nữ nghệ sĩ Tú Phượng Hằng, cũng như cảm ơn Tô Kim Phương, cảm ơn mấy anh quay phim nha, và cảm ơn bốn chàng trai trẻ. Chương trình xin được tạm dừng nơi đây và xin hẹn gặp lại với quý vị chương trình tiếp, nếu ông chương trình đâu có mời tiếp nữa.